hai bé trai đuối nước tử vong. Sự việc đau lòng trên xảy ra vào chiều mùng 7 tháng 9 tại khu vực sông Rạch Múc ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm trên, cháu NDK và NHD cùng sinh năm 2017 cùng nhau ngồi chơi cát trước sân nhà ở ấp Thuận Phú A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh. Cả hai cùng là cháu của bà Nguyễn Thị Cảnh, sinh năm 1944, ngụ ở địa phương. Thời điểm trên, bà Cảnh đang nằm võng trong nhà, phía trước cửa rào có móc lại nhưng không khóa. Bà Cảnh đi ra sau nhà để nấu cơm khoảng 10 phút sau, ra trước cửa nhà nhưng không thấy hai cháu K và D. Bà Cảnh nhìn thấy cửa rào mở nên đi xung quanh tìm kiếm thì phát hiện hai đôi dép của cháu ở cầu bê tông dưới mé sông Rạch Múc gần nhà. Bà Cảnh liền truy hô cùng hàng xóm xung quanh mò tìm, đã vớt được hai cháu K và D. Cách cầu bê tông khoảng 20 mét, sau đó gia đình nhanh chóng đưa K và D đến trung tâm y tế thị xã Bình Minh cấp cứu nhưng hai cháu đã tử vong.